Liên quan vụ cháy chung cư mini đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, sáng 13 tháng 9, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội cho biết, vụ cháy xảy ra tại số nhà 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ có diện tích trên 200m² với khoảng 150 người dân sinh sống. Lực lượng chức năng xác định có khoảng 40 người thương vong. Theo đại diện quận Thanh Xuân, lực lượng chức năng đã cứu được 70 người, đưa 54 người đi cấp cứu trong đêm. Đến hiện tại, đám cháy đã được khống chế, nhưng công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn chưa kết thúc do hiện trường phức tạp. Ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ, được ngăn nhiều phòng để cho thuê trọ. Trong sáng 13 tháng 9, Trung tâm 115 Hà Nội đã vận chuyển 24 nạn nhân, trong đó có 23 người dân và một cán bộ phòng cháy chữa cháy đến các bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bạch Mai, Đống Đa, Hà Đông, Quân y 103 và Bưu điện. Tính đến 8 giờ, bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận cấp cứu 19 người, trong đó 2 người tử vong ngoại viện, 1 bệnh nhân thở máy nguy kịch và 8 trẻ em. Các bệnh nhân còn lại chủ yếu trong tình trạng ngạt khí, chấn thương. Theo Công an thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng xác định có khoảng 40 người thương vong trong vụ cháy. Trước đó vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 12 tháng 9, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại số nhà 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ cháy, lực lượng công an thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường thực hiện chữa cháy và cứu hộ. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng. Các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Hà Nội và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.